Tại đất mình trồng cây, cây sẽ suy yếu và bệnh từ từ rồi chết. Nhất là mấy con đỏ đó cũng chưa đỏ đó, cây cũng sẽ sâu bệnh mà chết. Còn chỉ có trùng chỉ, trùng quế thì cây mới tốt. Còn mấy con trắng trắng đó là mấy con sùng trắng, mấy con đó cũng làm cho cây bị bệnh và chết. Nên đất mình phải vệ sinh sạch sẽ, khử trùng thì cây mới tốt được. Mình trồng rừng nha, mình chọn rừng thật già. Cái mình để mình bẻ miếng nhỏ cũng được, mình để miếng lá bự cũng được. Mình để lên mặt đất xong mình rỡ lên một lớp đất mỏng. Và hơn là rừng sẽ ra dễ sống một cây thành nhiều con.